Xin chào anh em, chào mừng anh em lại đến với channel của mình. Quay lại với series về những vị tướng ở trong Rayo Kingdom. Thì hôm nay mình cùng anh em nghiên cứu về cái ông Hạng Vũ này. Thì hiện tại thì ở cái game Rayo Kingdom này thì do game là của Nenith phát hành, cho nên là mình có cảm giác là những vị tướng của tông cửa của Trung Quốc ấy, xuất hiện ở game này toàn tướng bá đạo thôi anh em ạ. Trừ mỗi nữ bố, cặp nữ bố điêu thuyền ra thì còn lại là tướng ở Trung Quốc là đa phần bá đạo, từ anh tướng tím Tôn Tử cho đến anh Quan Vũ. Quan Vũ với bộ rìa, bộ râu dài ngoắt, và bây giờ là đến anh Hạng Vũ mà có một cung là chưa thấy thiện xạ nào thôi, chứ còn kỵ thì đang đứng đầu chuỗi thức ăn, bây giờ hiện tại đang là anh Hạng Vũ. Còn Quan Vũ thì trấn thủ bên bộ binh đấy, còn tướng tím thì trấn thủ bằng anh Tôn Tử. Thì hiện tại là nói về tướng Trung Quốc thì đúng là không còn gì để nói nữa rồi, các anh top 1 hết rồi đấy. Thì hôm nay mình sẽ cùng anh em tìm hiểu về cái ông Hạng Vũ này, sau đó mình sẽ chia làm ba phần. Thứ nhất là phần về tiểu sử, ông này mình sẽ nói về tiểu sử rất nhiều vì thực sự là ông này là mình là một fan hâm mộ của ông này đấy, rất bồ kết ông này. Thứ hai là mình sẽ đi đến cái phần kỹ năng cũng như là bảng tài năng đấy, và phần cuối là sẽ đi về về cái cách kẹp tướng, tức là sẽ cùng đi với lại này này những cái vị tướng nào thì hợp nhất với lại Hạng Vũ để own feel. Còn là về à quên về cái kỹ năng tài năng cộng với lại cái trang bị luôn anh em nhé. Còn về cái kẹp tướng đấy là phần thứ ba, ba là kẹp tướng những vị tướng mà đi ông phiếu tốt với lại Hạng Vũ và theo cái phong cách là open field anh em nhé, chứ không phong chứ mình không không đề cập đến việc đi Rennie đâu. Rennie thì để dành cho các bot tự nghiên cứu, còn anh em mình dân chơi thứ thiệt thì chúng ta chỉ chơi open field thôi đấy. Thì cùng vào phần 1, đó là phần tiểu sử. Tiểu sử của ông này thì là Hạng Vũ là sinh năm 200 200 232 trước công nguyên. Đấy, trước công nguyên anh em nhé. Mất là mất năm 202 trước công nguyên. Đấy. Tức là ông này ông thọ khoảng 30 tuổi thôi. Tuy nhiên là cuộc đời của ông ấy là một trang sử rất là hào hùng. Đánh nhau 8 năm liền nhưng mà chưa thua trận nào, đến khi thua thì mất nước. Đấy. À thua thì đúng cũng dùng cái từ gọi là từ mất nước cũng được, nhưng mà thì về cái phần tiểu sử thì mình sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là phần hoàn cảnh lịch sử đấy nhá. Đấy tức là ông sinh năm, và anh em nhớ nha, sinh năm 232 và mất năm 202 trước công nguyên đấy. Thì về hoàn cảnh lịch sử là ông sinh ra vào thời thời Tần đấy, tức là sau khi mà vua Tần là Tần Thủy Hoàng, vị vua đầu tiên của Trung Quốc, vị hoàng đế đầu tiên, tức là anh em mình cũng sẽ nói qua cho anh em hiểu là tại sao lại gọi là hoàng đế Tần Thủy Hoàng là hoàng đế đầu tiên. Ngày xưa thì đã có nhà Chu, nhà Thương, à nhà Thương, nhà Chu, nhà à, là Hạ, nhà Hạ, xong nhà Thương, nhà Chu đấy. Thì tại sao lại chưa được gọi là hoàng đế thống nhất Trung Hoa, là bởi vì ngày xưa ấy, khi mà Chu Vương, tức là những cái nước như kiểu đấy, tương tương tự như nhà Thương nhà Chu là vẫn còn cái kiểu là hành chính là bằng cách là chia đất nước thành những nước nhỏ hơn gọi là chư hầu đấy, cho nên là Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên mà xóa bỏ cái đấy và tạo thành một nước hoàn toàn là thống nhất về mọi thứ như kiểu tiền tệ rồi ngôn ngữ các thứ đấy. Thì Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên được coi như thế.
Thì sau khi Tần Thủy Hoàng mất vào năm 210 trước công nguyên thì ông Tần Thủy Hoàng này là mất, thì lúc đấy triều đình là có ông Lý Tư là thừa tướng và hoạn quan Triệu Cao thì đã bưng bít và giả truyền 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 thánh chỉ là đưa người con thứ hai là Tần là Hồ Hợi, chứ đáng nhẽ là theo di chiếu, tức là theo cái di chiếu thực sự của ông, ý thực sự của ông Thần Hoàng ý thôi, chứ còn ông Tần Hoàng ông cũng hình như cũng không kịp mấy, ông chỉ nói là hoàng là sẽ là đưa Phú Tô lên, Phú Tô là con cả của ông ấy thì sẽ đưa Phú Tô lên làm hoàng hoàng đế sau khi ông qua đời. Nhưng mà bên 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 Lý Tư với lại bên Triệu Cao thì muốn lũng đoạn triều đình, cho nên là đưa Hồ Hợi lên là con thứ hai, người ta gọi là Tần nhị thế đấy. Sau khi Hồ Hợi lên thì về về quyền hành thì gần như là nằm trong tay của Lý Tư, Triệu Cao, và những cái chính sách lúc đấy thì này gây rất là bất mãn nhân dân và nó còn tàn bạo hơn cả cả triều Tần đấy, à, của Tần Thủy Hoàng, cho nên là dẫn đến việc khởi nghĩa nông dân ở rất nhiều nơi đã nổi lên. Người đầu tiên mà khởi nghĩa cái phong trào chào nông dân khởi nghĩa đấy là Trần Thắng. Thì lúc đấy là ở ở ở đấy là hoàn cảnh lịch sử nhá, là Trần Thắng là người nổi lên đầu tiên, là ấy thì rất nhiều nơi là cũng hưởng ứng, là cũng 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 nhiều nơi cũng nổi lên, là ấy trong đó có quê hương của ông Hạng Vũ này là Cối Kê đấy. Thì cái ông như kiểu gọi là cái gì nhỉ, như kiểu gọi là đứng đầu của cái cối quê này, cối kê này, nó gọi là chức gì mình quên mẹ tên rồi. Thì ông đấy ông mê 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 cũng rủ ông Hạng Lương, tức là nhà nhà họ Hạng này nhá, về truyền thống về lịch sử là lại nó qua về sơ khai là ông Hạng Vũ này là con của ông Hạng Siêu, Hạng Siêu là con của Hạng Yên, Hạng Yên là đại tướng của nước Sở, tức là ông này là cháu nội của Hạng Yên đấy. Ông Hạng Yên thì đẻ được ra ông Hạng Siêu, Hạng Lương, Hạng Bá. Hạng Lương thì là chú đấy, Hạng Lương thì lúc này đã cùng hợp tác với lại ông Hạng Vũ này đấy, Hạng Vũ này để đứng lên khởi nghĩa. Thì về tiểu sử và về thêm viết thêm về cái ông Hạng Vũ này thì tức là ông này ông có một người ông không thích học đấy, về đặc điểm tính cách của ông này nó không thích học, không thích thích đọc sách vở các thứ. Tức là ngày đấy nhá, ngày đấy ở trong trong khi sau khi Khổng Phu Tử là sáng tạo ra Nho giáo thì ở bên Trung Quốc những cái làn sóng về 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 về, về, về những cái gọi là những cái thuyết pháp, tức là những cái gọi là những cái trường phái khác nhau rất là nhiều, đó là binh gia này, pháp gia, à, pháp gia này, à, còn có cả mặc gia cự tử này, rồi đạo gia này, rồi là nho gia này, xong rồi còn còn cái gì ấy nhỉ, nhưng mà nổi bật nhất vẫn là nho gia và pháp gia. Nho gia là do Khổng Tử là dạy quan hệ giữa con người với con người đấy, đấy giữa kính trên nhường dưới, rồi như bây giờ miền Nam mình cũng vẫn đang ảnh hưởng bởi tư tưởng của nho gia, đó là kính trên nhường dưới này, tôn trọng rồi là tôn phu trợ tôn tôn cái gì sao lại quên, tôn ti trật tự các thứ đấy, đấy là theo cái quy củ của nho gia. Còn là về cái phía của bên 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 pháp gia thì nó lại hành nhiều vào cái việc là trị nước, còn bên binh gia đấy thì là lại 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 cái của binh pháp tư tử đấy các thứ đấy, thì nó lại là nói về cái vấn đề về 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 đánh trận mạc các thứ đấy. Còn pháp gia thì về cái việc quản lý đất nước, thì lúc đấy có rất nhiều trường phái. Tuy nhiên Hạng Vũ này ông không thích học, ông không thích học những cái đấy đấy, tức là anh em hiểu là ông này ông không có tiềm năng về chính trị, về tức là về khả năng chính trị là ông rất là yếu đấy, phải khẳng định với nhau một câu như thế. Đấy là những nhận xét cá nhân của mình, như thế mình nghĩ như thế, tức là ông không phải là thiên tài về về chính trị. Ông là một người gọi là có sức khỏe. Đấy, về về tầm vóc thì ông này mình đánh giá ông này, nếu mà nói về lịch sử
của Trung Quốc từ thời thời vua Nghiêu Thuấn này về về gọi là từ thời Hạ, thời Thương, thời Chu rồi về sau này đến cả đời nhà Thanh thì Hạng Vũ mình đánh giá là top 1 về sức mạnh. Nếu mà để mà solo chắc không ai đánh nổi ông ấy. Đấy, một chọi một thì không ai là đối thủ của ông Hạng Vũ. Ông Hạng Vũ sẽ tốt xếp top 1, thứ hai là ông Lữ Bố. Đấy, và thứ ba sẽ là đến Quan Vũ. Đấy là những vị tướng mà gọi là thả ra một chọi một thì là bá đạo nhất. Đấy, thì ông Hạng Vũ này ông ấy chỉ nghĩ đánh nhau thôi. Ông ấy đề cao về võ học chứ ông không 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 nghĩ nhiều đến việc là phát ra với lại về 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 sách vở các thứ văn gọi là về chung chung gọi là về về các quan văn đấy, cho nên ông cả đời ông chỉ tôn mỗi ông Phạm Tăng là á phụ thôi, còn ông không không về bản chất là ông không thích những quan văn lắm đấy, thì cả đời cũng chưa học cái môn 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 văn học nào là môn giấy gọi là về binh pháp hay là về ấy là ông đều không học hết đấy, binh pháp với nho giáo các thứ là ông đều không học. Thì sau khi mà đấy nhất đấy là về cái tính cách của ông ấy, thì để mình nói tiếp đến về tính cách và cũng như là gia đình của ông này về đấy, thì lại tiếp cái câu chuyện là khi mà Trần Thắng nổi lên nhá, thì ông thứ sử của Cối Kê đấy ông ấy mới mới gọi Hạng Lương tức là chú của ông Hạng Vũ này là cùng khởi nghĩa khởi binh, nhưng mà tính ông Hạng Lương này thì ông lại không nghĩ vậy, ông lại muốn là làm chủ luôn chứ không dưới quyền của ông thứ sử cái nữa. Thì bắt đầu là ông đấy với ông Hạng Lương với bà với Hạng Vũ là hai người vào trong phủ và thịt luôn cái ông kia và trở thành bá chủ luôn đấy. Thì sau khi làm bá chủ thì bắt đầu huy động nhân công thì cũng được khoảng tầm 8.000 người, thì bắt đầu mới đã đầu quân cho cũng gọi là đầu quân cho Trần Thắng. Trần Thắng đấy đang xưng là Trương Vương. Thì bắt đầu khi ông Trần Thắng nổi lên thế thì bắt đầu là tướng của nhà Tần là Trương Hàm đã kéo quân đến và đánh Trần Thắng chết, Trần Thắng chạy và chết đấy, nói chung là bị giết. Thì có một người của bên của Trần Thắng về với giả vờ là lúc này là Trần Thắng chưa chết không, cái tin tức từ bên phía của Trần Thắng tức là ngày xưa thì nó không có truyền thông, bây giờ ai chết có biết đâu. Thì bắt đầu là cái có một người là giả vờ là có một đầy gọi là vị tướng dưới quyền ở Trần Thắng thì sao bên này bắt đầu phong vương cho Hạng Lương, lúc này chưa chưa biết là vẫn lấy danh nghĩa của Trần Thắng phong vương cho Hạng Lương và bảo Hạng Lương qua để đánh nhau với Trương Hàm. Thì bắt đầu là để mà hiệu triệu được nhân dân thì bắt đầu là ông Phạm Tăng lúc này đang là mưu sĩ của Hạng Lương với lại Hạng Vũ này. Đấy, thì ông Phạm Tăng ông mới đưa ra một cái ý kiến là bây giờ mà muốn mà chinh phục được lòng người đấy, người ta anh em thấy không, những người con văn suy nghĩ nó khác, họ không bao giờ nghĩ đến chuyện lấy sức mạnh của một người mà địch được cả tỷ người, họ luôn luôn nghĩ đến chuyện là lấy chinh phục lòng người. Thì ông Phạm Tăng này ông mới 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 nghĩ khác, ông ấy bảo là bây giờ nếu mà muốn đứng lên muốn huy động được người lòng dân các thứ tức là huy động được quân lính nhiều thì phải 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 lấy danh nghĩa của vị vua nào đấy. Thì bắt đầu là ông Hạng Lương này mới đi tìm gọi là hậu duệ của nước Sở ngày xưa ấy. Đấy. Thì hậu duệ của nước Sở ngày xưa là một hậu duệ nước Sở đem về và đưa lên làm vua để hiệu triệu quần hùng và gọi là Sở Hoài Vương. Đấy. Thì sau khi mà hiệu triệu lên thì bắt đầu là ông có rất nhiều người về để đầu quân cho Hạng Lương với Hạng Hạng Vũ này. Thì lúc đấy mới xảy ra thì bắt đầu trong đó có cả ông Lưu Bang đấy, tức là Hán Cao Tổ đấy. Thì Lưu Bang lúc đầu nó vẫn còn kề vai sát cánh với lại Hạng Vũ, thì bắt đầu là được lúc đấy là chia làm hai cánh, một cánh là của Hạng Lương ở nhà để trấn thủ đối mặt trực tiếp với đội quân chính của tức là sau khi biết biết được Trần Thắng chết rồi, lúc này thì tin tức Trần Thắng cũng truyền đến
thì bắt đầu Hoàng Nương mới mới đi đi lấy danh nghĩa của sở sở Hoài Vương đấy để đi tìm à để ấy để chống lại Tần, nổi dậy để chống lại Tần thì bắt đầu là Hạng Nương mới đứng ở lại để chặn đạo quân của nhà Tần đấy, còn Hạng Vũ với lại lại Lưu Bang sẽ chịu trách nhiệm cánh quân để đánh sang phía Tây. Thì tuy nhiên là Chương Hàm lúc đấy, tức là lúc đấy nhà Tần bản chất là nó vẫn còn rất là mạnh, cho nên là Chương Hàm nó đã kéo quân vào, ông Chương Hàm vẫn đã kéo quân vào, ông đánh cho ông Hạng Nương là toang luôn, và ông Hạng Nương chết luôn, giết được cả ông à, không phải giết mà gọi là ông Hạng Nương cũng bị chết trong cái trận này. Thì trong khi đấy thì bên cái cánh quân kia thì ông Hạng Vũ cũng công mãi cũng không được, cũng chả đánh được đấy, cũng chả đánh đánh mãi chả đánh được cái bên kia thì mãi không đánh được, tức là có thể nói là thời đấy còn trẻ mà tầm 22 23 tuổi thì anh em bảo đi đánh trận làm sao mà đã hổ báo cáo chồn công thành được đấy. Thì bắt đầu Hạng Hạng Vũ với lại bàn với lại 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 Lưu Bang là thôi giờ rút quân về đã để cho lấy lại sĩ khí, chứ bây giờ vừa nghe tin Hạng Vũ Hạng Nương mất thì làm sao mà được, thì hai ông mới rút quân về. Thì khi rút quân về thì Sở Hoài Vương mới 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 phân phong như này. Thì trong cái hoàn cảnh đấy nữa thì lại dẫn lại một sự việc nữa xảy ra là khi mà Chương Hàm đánh xong Hạng Nương nhá, thì Chương Hàm lại thấy cái đội quân của nước Sở này nó yếu quá, nó không không ăn thua, thì ông lại tỏ ra khinh địch, Chương Hàm khinh địch, Chương Hàm bỏ đấy và chạy sang bên nước Triệu để tấn công nước Triệu, dẹp nước Triệu trước, lại dẹp nước Triệu. Thì Chương Hàm sau khi chiếm được nước Triệu xong, tức là Chương Hàm đấy thì cũng vả ở đâu thắng đấy, nhà Tần thực sự là bên trên thì nó mang tính chất là kiểu như kiểu là thối nát lòng dân không yên, nhưng mà thực sự thì quân đội thì nhà Trần nó vẫn là rất là mạnh, à nhà Tần rất là mạnh, cho nên là Chương Hàm nó đi đâu thì nó cũng vẫn dẹp yên ở đấy thôi đấy. Trước khi đấy thì đã có rất nhiều cuộc nổi dậy nữa cơ, nhỏ nhỏ cơ, nhưng mà Chương Hàm nhìn chung là nhà Tần họ dẹp rất là đơn giản đấy. Cái thời Tần Thủy Hoàng cũng có nhiều người nổi tiếng, nghĩa nông dân nhỏ nhỏ nhưng mà không ăn thua đấy. Về bản chất là sức mạnh của nhà 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 sao nhỉ? Sức mạnh của nhà Tần nó vẫn là rất là bá đạo chứ không phải là đơn giản. Thì sau khi mà đấy nhá, tức là sau khi mà Chương Hàm rút quân về đánh Nhất Triệu thì bắt đầu là Lưu Bang với Hạng Vũ mới trở về thì Sở Hoài Vương mới 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 phân phong như thế này, bây giờ chia chia tức là anh em hiểu là Quan Trung lúc đấy đang là kinh đô của nước Tần, thì phân phong là Sở Hoài Vương thì sẽ phân phong là Hạng Vũ một đạo một nửa quân, Hạng Vũ nửa quân và Lưu Bang một đạo, thì chia đôi hai ngả, mỗi người một ngả. Thì Hạng Vũ vừa có trách nhiệm là đánh nước Triệu, vòng nước Triệu để tiến vào Quan Trung, còn bên 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 Lưu Bang lúc đấy là được phong làm ấy làm bái công, còn là Hạng Vũ thì được phong làm tây, tức là bá vương, tây sở bá vương á, tức là xây lúc đấy Hạng Vũ được gọi là xưng là cái gì thì nộ 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 công sao nhỉ, nộ công. Thì bắt đầu là Hạng Vũ mới, không biết mình không nhớ được danh xưng của Hạng Vũ lúc đấy là gì, quên mất tự nhiên quên. Thì bắt đầu là mình đi chia quân để đánh nước Triệu, tức là không phải đánh mà gọi là cứu Triệu đấy. Còn tuy nhiên nhá, khi mà tức là Hạng Vũ đã đưa cái thế là thế là đánh quân cánh quân chủ lực đấy nhá, bởi vì để ở đây ở bên đấy đang có Chương Hàm, Chương Hàm thì là tướng quân chủ lực của bên đấy rồi, của bên 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 nước Tần rồi. Thì ông Sở Vương ông lại Sở Hoài Vương lại đưa cho đưa 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 đưa
đưa đưa đưa Hạng Vũ đi thì đi theo đường bên đấy. Đấy, nhưng đấy ngược lại lại không cho Hạng Vũ làm chủ tướng đấy, nhưng lại nói rằng là ai vào quan trung trước thì người đấy sẽ lấy được quan trung thì sẽ được làm vua ở quan trung đấy. Anh em thấy nó là ngang không? Tức là đây nhá, đưa cho Hạng Vũ một một đạo, nhưng Hạng Vũ lại không được làm chủ tướng, chủ tướng là Tống Nghĩa đấy. Hạng Vũ chỉ làm phó tướng thôi đấy, và Phạm Tăng lúc đấy đang làm ấy, làm Phạm Tăng thì được làm như kiểu mưu sĩ đấy. Còn đạo đã bên lính của bên 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 Lưu Bang thì lại đi được một cái con đường mà nó ít bị cản trở hơn, gần như là quân Tần không có cản trở gì đấy. Đấy thì để vào quan trung thì dĩ nhiên là cái đạo quân của quan trung Lưu Bang thì vào quan trung trước rồi đấy. Nhưng quan trung vào quan trung thì Tần Tần Tử Anh ấy là vị vua thứ hai của à, quên, vị vua thứ ba của nhà Tần ấy thì đầu hàng luôn. Nhưng mà ông Lưu Bang ông khôn, ông ấy không giết, ông chẳng làm gì, ông vẫn ngoan, ông vẫn khôn, ông ấy vẫn lấy lòng người, nên là người dân rất quý ông Lưu Bang là vì thế. Cũng như bây giờ anh em thấy ông người 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 Trung Quốc ấy họ vẫn gọi họ là người Hán ấy, chứ không gọi là họ là người Tần đâu. Như chuẩn bài đó phải gọi là người Tần còn trước người Hán mà. Nhà gọi là nhà thống nhất đầu tiên là hoàng đế thì là người đầu tiên gọi là người Tấn đó. Dân tộc là dân tộc Tấn à, dân tộc Tần chứ còn làm gì vậy, dân tộc Hán. Nhưng mà bây giờ họ vẫn gọi họ là người Hán đấy, là vì thế, vì thực sự là nhà Hán là nhà đầu tiên mà lấy được lòng được nhân dân, là nhân dân rất là quý, chứ không như nhà Tần lấy được nhưng mà nhân dân lúc đấy vẫn chưa đồng lòng, chưa thống nhất về một mối đấy. Nói qua về 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 Lưu Bang như thế. Còn là về phía Hạng Vũ thì sau khi mà Tống Nghĩa với dẫn quân đến bên ấy thì trong khi là nước Triệu thì nó đang thúc lắm rồi, nhưng mà Tống Nghĩa thì án binh bất động trong 44 ngày không làm gì, 44 46 ngày đấy là không đánh để cứu nước Triệu. Thế là ông Hạng Vũ ông điên lên, ông và ông giã chết luôn, ông chặt luôn đầu ông Tống Nghĩa đem ra ba quân. Thì lúc đấy là quân ai cũng sợ, sợ Hạng Vũ lúc đấy là khiếp rồi. Anh em phải hiểu là một một người mà chỉ có 24, 25, 23, 24 tuổi thôi mà ông ấy dám vào ông chặt đầu hết người nọ người kia, thì anh em đủ hiểu cái sự dũng mãnh của ông như nào. Nhưng mà cũng gọi là sự liều lĩnh, máu 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 nhiều nhiều hơn máu não đấy. Thì bắt đầu là sau khi ông giết Tống Nghĩa thì bắt đầu ông ấy nào nên ông ấy đánh nhau với Trương Hàm đấy. Trương Hàm là tướng rất giỏi của nhà Tần, anh em phải hiểu như thế nhá. Đánh đâu đó đấy nhá, đánh cho Hạng Lương mất xác luôn đấy, vậy mà gặp Hạng Vũ tá điện luôn. Hạng Vũ đánh cho, nhưng về sau tức là về về sau ấy, thì lại bị, chủ yếu nữa một phần nữa là cũng bởi vì là cái thằng Triệu Cao ấy, cái thằng lúc đấy nó đang lũng đoạn triều đình ấy, cái thằng hoạn quan Triệu Cao của nhà Tần ấy, nó không không nó như kiểu nó cứ ni gián giữa vua 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 Tần với lại lại Chương Hàm, nên Chương Hàm chán cũng không còn nhiệt huyết chiến đấu nữa, cho nên là ông thua ông Hạng Vũ này và đầu hàng Hạng Vũ đấy. Thì có một cái sự việc mà vết nhơ theo mình thì mình tính mình à mình thì mình rất thích ông Hạng Vũ, nhưng mà có một cái chi tiết mà mình thấy nó hơi dã man đấy là khi mà Hạng Vũ này à, khi tức là Chương Hàm đầu hàng thì dẫn quân 20 vạn quân để đầu hàng nhà nhà thì ông ấy đã bàn với lại lại tức là khi mà 20 vạn quân của nước Tần ấy đầu hàng thì lúc đấy là cái vấn đề về 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 cái xung đột giữa quân đầu hàng và quân của Hạng Vũ thì nó tức là nó được đánh cao, bởi vì là như kiểu là quân của Hạng Vũ thì cũng từ nông dân đây đấy, cho nên là cái vấn đề về 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 thù hằn. Nhưng mà thật ra thì và tức là lúc đấy có thể nói là cãi nhau nhiều quá thì có thể như thế, cho nên là dẫn đến cái việc là Hạng Vũ mới 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 nghĩ ra một cái kế mà nó hơi dã man. Hạng Vũ đã nghĩ ra cách là bảo bên 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 bàn với các tướng là
ông dưới quyền ấy là lừa cho những đội quân của Trường Hàm đấy là đào hố, tự đào hố sau đó là chôn sống luôn, và hết 20 vạn quân của Tần là tự gần như là tự đào hố chôn mình, giữ lại mỗi Trường Hàm với lại vài cái viên tướng nhỏ nhỏ thôi, còn 20 vạn lính đấy thì chết. Đấy là một cái việc là mình thấy nó quá dã man, có con người mạng người như cỏ rác đấy, thì tức là 20 vạn ấy, tức là số liệu lịch sử ghi như thế thì 20 vạn tức là 200.000 người đấy, mình thấy nó tức là sự là quá nhiều đấy. Thì mà sau khi mà giết xong thì nòng quân đã bắt đầu, lúc đấy thì quân của ấy nó không còn gì để mà tránh máu rồi, không còn gì cãi nhau nữa, thì bắt đầu là sau khi ông ấy mới đánh xong nhà Triệu nha, thì ông ấy tiến vào Quan Trung, thì lúc đấy ông ấy nghe 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 được tin là Lưu Bang đã vào Quan Trung rồi, thì ông ấy điên lên, ông ấy sai anh bố đi trước để đánh vào Quan Trung, thì có mấy đạo quân của Lưu Bang ấy, nhưng không cản được, nhưng không cản được đấy, thì hôm đấy là Hạng Vũ mới 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 hoạch định là chiến lược là sẽ xử lý Lưu Bang đấy, nhưng mà Hạng cái âm mưu của tức là cái gọi là cái việc này của Hạng Vũ này bị Hạng Bá, tức là chú ấy, người chú ấy, một người họ hàng đấy, thì mới thương Trương Nương, bởi vì Trương Nương lúc này đang là mưu sĩ của ở bên Lưu của bên Lưu Ba, thì ông Hạng Bá này thì ngáo ngơ ngáo nghiếc thì lại chạy sang báo với ông Lưu Ba, ông Trương Nương là Hạng Vũ sắp sửa nó đánh vào vào thành đấy, nó đang đánh đánh Lưu Ba đấy, chỉ lúc đấy ông mà đánh thì chắc chắn Lưu Ba không chống được, bởi vì Lưu Ba lúc đấy còn chưa có Hàn Tín, chưa đủ tuổi gì để cương cự lại được ông Hạng Vũ này, ông Hạng Vũ này lúc đấy thì cả thiên hạ không ai địch nổi ông, không ai đánh nổi ông rồi, đến Trương Hàm mạnh như thế mà còn không đánh nổi ông thì giờ hết người đánh được ông rồi, Sono giờ là không ai đủ tài để đánh nhau với ông ấy. Mặc dù ông chẳng có kế thì ông hoàn toàn là sức mạnh vật lý đơn thuần thôi đấy, thì ông chuẩn bị ông như kiểu anh em mình gọi là nếu mà chuẩn bị âm mưu là xây fort để chuẩn bị mở Rennie vào Quan Trung đấy, thì bị ngay một một tên người nhà đó là Hạng Bá gần như gọi là Hạng phản bội, không gọi phản bội mà gọi là chạy sang bên đấy, thì bắt đầu là Hạng Bá mới báo cho Trương Nương, thì Trương Nương mới dẫn vào gặp Lưu Bang, thì Lưu Bang mới nói là không, tôi không không muốn làm vua làm giết, tôi chỉ cần ấy thôi, tức là không có lòng dạ nào đấy, thì xin về nói với lại này Hạng Vũ là như thế, thì bắt đầu là Hạng Bá về thuyết phục Hạng Vũ, thì Hạng Vũ bỏ ý định là tấn công Quan Trung nữa, thì bắt đầu là tức là gọi là không phải tấn công mà là thì luôn ấy, bởi vì lúc đấy ông ấy chắc chắn ông vẫn vào Quan Trung rồi bạn. Sau đấy là ông ấy đã vào Quan Trung, và vào Quan Trung thì ông lại mắc một cái sai lầm ở đoạn này nhá. Anh em nhớ cái đoạn này thì tí mình sẽ phân tích những cái sai lầm tại sao ông lại mất 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 đấy mất ông lại không đoạt được thiên hạ đấy. Thì ông vào Quan Trung xong thì ông ấy lại lúc đấy lại dở cái tính gọi là cái tính đàn bà ra, à không phải tính đàn bà mà gọi là cái tính hung hãn của ông ra trước, là ông ấy đốt hết cung A Phòng. Anh em biết là cung A Phòng là do Tần Thủy Hoàng xây ấy, đốt hết cung A Phòng cháy 3 tháng và giết hết sạch hoàng tộc của nhà Tần luôn đấy, không để một ai sống, khác hoàn toàn với cách hành xử của Lưu Bang nhá. Mặc dù Lưu Bang vào trước nhưng mà Lưu Bang lại không giết ai, không làm gì, thành ra là người dân ở đấy rất quý ông này, ông Quan Vung à quên, ông Hạ Vũ này ông còn mấy lần nữa cơ, ông còn có mấy lần ông vây được thành thành ấy, xong rồi ông ấy bắt ông ấy vào thành ông thịt hết người, ông ám ma nó dã man lắm. Thì bắt đầu là sau khi mà ông ấy vào phòng giết xong thì bắt đầu ông ấy hội họp lại ở Hồng Yến Môn đấy, thì lúc đấy là Phạm Tăng bảo là thịt
thịt Lưu Bang đi, thịt Lưu Bang đi thì ông không nghe, ông không thịt, ông cứ để Lưu Bang vì ông cảm giác là Lưu Bang không phải đối thủ của ông ấy. Nhưng mà ông về sau ông không biết được rằng là sau Lưu Bang có Hàn Tín, cho nên là người mà đánh thắng được ông trong thiên hạ chỉ có Hàn Tín thôi. Hàn Tín lúc đấy lại đang là còn chưa là cái gì cả, chỉ một thằng ớt ơ bình thường thôi. Nhưng mà đã gọi là dâng lên kế sách các thứ, nhưng mà Hạng Vũ không nghe. Mà Hạng Vũ bởi vì bản chất Hạng Vũ có đầu óc gì đâu, đọc làm sao mà hiểu được. Dâng lên như kiểu anh em bảo một cái ông gọi là củ khoai củ sắn ấy, thì thứ nhất là bây giờ mình đang đánh bá đạo, khoai đánh một mình. Thứ hai nó lại bản chất là đã ghét mấy thằng văn nhân rồi. Thế là Hàn Tín mới mới không được Hạng Vũ trọng dụng, thì Hàn Tín mới chạy sang bên Lưu Bang. Lưu Bang lúc đầu cũng có trọng dụng Hàn Tín đâu, nhưng về sau được được Tiêu Hà trên Trương Nương ấy, bắt đầu là mới mới kéo về được lại, thì bắt đầu là mới phục vụ cho, thì bắt đầu là Lưu Bang mới 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 hiểu, thì bắt đầu Lưu Bang thì khôn hơn. Lưu Bang thì bản chất là có tố chất chính trị hơn đấy. Thì bắt đầu sau khi mà ông Hạng Vũ này ông tổ chức Hồng Môn Yến, thì Phạm Tăng đòi thịt nhưng mà không thịt được, thì ông Hạng Vũ này ông không cho thịt. Thế là cuối cùng thành ra để cho Lưu Bang về. Và sau đấy là bắt đầu là sau khi mà xong chiếm xong Quan Trung nhá, thì ông này ông lại móc một cái tội, là móc một cái tính là ông lại muốn đánh nhất bình thường, anh em hiểu không? Chiếm được thủ đô thì phải ở thủ đô đấy để xây dựng nên đất nước, nhưng ông lại không, ông lại muốn trở về nước sở để kiểu như kiểu gọi là người ta gọi là áo gấm vinh quy, về quê để khoe khoang ấy. Đấy, cho nên là dẫn đến việc là ông ấy với đốt cung Hà Phòng như thế. Thì bắt đầu ông mới bỏ ông ấy bắt đầu phân phong cho các tướng đi theo ông ấy đều thành là sang đấy, sang những cái nước Triệu chứ các thứ, phân phong hết hầu. Chứ ông không kiểu mà xóa sạch hết những cái tàn dư của nước Triệu nước Yên các thứ đi, xóa hết đi thì không xóa, để một nước thôi, ví dụ để nước sở thôi, là Tây Sở Bá Vương, là để một nước thôi, hành chính các thứ nó tổ chức khác để thống nhất trong đất nước. Nhưng ông không, ông lại chia cho các tướng đấy. Chính cái việc chia này đến xong này phong này thì dẫn đến cái việc là như kiểu cái sự tị nạnh, và cũng như kiểu là cái sự phân phong thế, thì dẫn đến việc là quyền lực không tập trung về trung ương mà vẫn tập trung rải rác ra, không thống nhất được một mối, không hiệu triệu được. Cho nên là đến khi mà xảy ra chiến tranh thì ông này ông cũng phải đi đánh khắp nơi đấy. Thì sau khi mà xong thì bắt đầu là ông mới 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 ông mới 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 về về nước sở. Thì về nước sở xong thì mới xảy ra cái việc là cái nước cái ông Điền, nước Điền gì nước Tề, tức là nước Tề xảy ra chiến tranh. Thì bắt đầu là ông lại phải chạy sang nước Tề để dẹp nước Tề. Thì ở bên phía này thì Lưu Bang bắt đầu khởi sự. Đó, ông Lưu Bang ở bên phía Tây này. Tây Bình Đông. Nói chung là lúc đấy ông Lưu Bang bên phía Lưu Bang bắt đầu mới khởi sự. Thì phía Lưu Bang mới đánh ở đâu? Đông đúng không? Đông bắt đầu ông Lưu Bang mới đánh lên lên phía phía những cái phía xung quanh ấy, những người nhỏ trước ấy, thì bắt đầu ông đánh được nhiều lắm. Thì bắt đầu chiến dịch lúc đấy là bắt đầu mới Hán Sở tranh hùng đó. Đấy là vì thế đây anh em, lúc đấy bắt đầu mới vào giai đoạn sáng còn Hán Sở tranh hùng. Chứ còn nếu mà trước lúc đấy nha, khi ông đã thống nhất hết tất cả các chư hầu thì ông đừng phiên tranh. Ông lúc đấy ông lên ngôi hoàng đế và làm như kiểu kiểu Hán 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 cao tổ như Lưu Bang ấy, thì hoặc là như nước Tần, ông xóa hết sạch hết những cái ấy đi, thì ông đã thành một vị vua chính thức của Trung Quốc rồi. Ông không còn là gọi là một tước hầu nữa rồi. Đấy. Thì sau những cái cuộc chiến nó nằng nhằng mãi, đánh 5 lần 7 lượt với Lưu Bang. Lưu Bang nhìn chung là nếu mà để mà số 11 ra thì không thể ăn được ông này. Nhưng mà về sau bên cạnh Lưu Bang có quá nhiều người giỏi. Và Lưu Bang nhưng mà cuối cùng vẫn phải có một cách, đó là ly gián giữa ông này và Phạm Tăng. Chứ nếu mà ông ấy mà còn thì ông Phạm Tăng mà còn thì thực sự là cũng cũng cũng, cũng chưa chắc là đã ăn được Hạng Vũ. Nhưng mà cuộc đời mà người ông này ông không có gọi là có cái tố chất để làm vua, à không phải làm vua mà là tố chất để chính trị, cho nên là ông thành ra ông bị thất bại. Ông thất bại chủ yếu trên chính trị thôi, chứ còn về đánh nhau thì ông vẫn là đúng là bá đạo. Ông ấy đến cuối cùng ông vẫn nói một câu
là tại trời chứ không phải là tại ông đánh trận không giỏi, nhưng mà ông quên mất rằng là đánh trận và cai trị đất nước là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Đấy, ông đánh giỏi nhưng mà ông phải được lòng dân. Đấy thì vấn đề về đấy, những cái sai lầm của ông ấy, và cuối cùng ông bị Hàn Tín với lại Lưu Bang là vây là đánh chết, đánh đánh là đánh cho là về sau là chết đấy. Thì cái việc này tức là có rất nhiều trận nhưng mình cũng không nhớ nhiều, nhưng mà nhớ mang máng vậy thôi. Nhưng mà tức là cuối cùng là ông ấy bị Hàn Tín thì đánh cho và thua đấy. Thì về cái đoạn cuối, mình nhớ cái đoạn cuối về cái gọi giai thoại của ông này do sử gia Tư Mã Thiên viết. Thì khi mà đánh ông này thì các nước chư hầu cũng đấy vây lại để đánh, tức là đến gọi sao huyệt cuối cùng rồi, không còn cách nào nữa rồi. Thì bắt đầu ông mới dùng 800 kỵ binh để phá vòng vây phi ra ngoài đấy. Thì khi Lưu Bang phát hiện ra thì bắt đầu là mới cho 5.000 kỵ binh để đuổi theo, và cho một cái vị tướng là ngày xưa là dưới trướng của ông Hoàng Vũ này này đuổi theo. Thì đến khi gọi là gần đến sang đến sông sông gì mình quên rồi, cái sông này quên. Thì ông ấy có một người lái thuyền bị bảo ông ấy là à trước đấy đó, trước đấy nữa là có một cái việc xảy ra nữa là khi mà đuổi còn ông đuổi đến gần sang hồ đấy thì chỉ còn 28 người thôi, 28 kỵ binh là theo ông ấy, thì mới dẫn đến một câu chuyện là ông dùng 28 người này chia làm bốn 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 đội đấy, đi các hướng khác, bốn hướng khác nhau. Và ông ấy bảo với lại các lính của ông ấy là từ trước đến nay ta đánh nhưng chưa bao giờ thua, và cũng không ai có thể là như kiểu đánh ta, và ta có thể một địch mấy trăm người các thứ. Thì ông bắt đầu ông nhảy vào quân quân Hán, và ông công nhận là ông đánh được mấy trăm người và ông không chết thật. Và sau đấy ông cứ ngựa ông chạy đến cái sông đấy, thì có một người là đang chèo thuyền ở đấy bảo đợi, là đợi chỉ cần ông ấy qua, ông ngồi ông lên thuyền là ông có thể về về phía đông, tức là về về cái phía Giang Đông ấy, là để gây dựng lại sự nghiệp. Nhưng mà Hạng Vũ lúc đấy thì là chán rồi, lúc đấy ông ấy chán rồi. Bởi vì sao, quên nữa là đời tư của ông ấy, về đời tư thì ông này ông ấy có yêu một bà là bà Ngu Cơ rất là xinh, yêu từ ngày còn thời niên thiếu cơ. Đến khi ông ấy thành danh thì Ngu Cơ lúc nào cũng đi theo ông ấy, thì gọi là Ngô Ngô Cơ đấy, Ngô Mỹ Nhân đấy, tức là cũng chưa được danh phận làm vợ của ông ấy, ông chưa cưới hay như nào, cũng chỉ gọi là chỉ biết là vợ, gọi là người yêu vậy thôi. Thì ông Hạng Vũ này đi theo ông chinh chiến bao năm, thì bắt đầu là về sau khi mà đến bị vây ấy, thì bà Ngu Cơ này bà đã tự sát đấy. Thì lúc đấy chắc là Hạng Vũ cũng buồn. Thứ hai nữa là về bây giờ về ông này ông có một cái tính, là ông cái tính ấy, gọi là cái tính kiểu là coi trọng cái danh dự ấy. Ông này ông vậy cho nên mới dẫn đến cái việc là ông ấy không ở không không ở à, Quan Trung là thủ đô của Trung Quốc lúc bấy giờ, thủ đô nhà Tần ấy, nếu ông ở đấy thì nó khác rồi. Thì ông ấy bắt đầu ông ấy bỏ 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 Quan Trung chứ, ông ấy xóa Quan Trung đi, ông ấy đốt cung A Phòng có biết đấy. Thì dẫn đến cái việc là không tìm được cái trung tâm đầu não của quốc gia đấy, ông lại về nước sở. Cho nên dẫn đến là ông lại còn nói là bây giờ như kiểu gọi là ta là bây giờ thắng lợi như này rồi thì lại không, gần như là ông đấy ông thống nhất đất nước đấy mà ta lại lại không về quê hương, thì thành ra lại như kiểu áo gấm đi đêm ấy, nhân dân không biết được à, mọi người không biết được ấy, quê hương không biết được thì không làm gì. Đấy là những cái sai lầm. Cái sai lầm nữa là ông ấy trọng văn khinh võ, à trọng võ khinh văn, là ông ấy dẫn đến cái việc khi mà thống nhất đất nước thì lại 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 là một cái vấn đề là không biết cai trị như nào đấy, lại chia đất nước ra thành nhiều mảnh các thứ, thì khác gì là ấy đâu, khác gì lại đưa về cái thời chiến quốc ngày xưa mà ông, trước là người ta không nghiên cứu lịch sử cho nên người ta không biết được là ngày xưa như nào, xưa nay như nào, để có những cái rút kinh nghiệm đấy. Dẫn đến việc là ông ấy bị ấy, và ông này ông tính kiểu mà ương bướng đấy.
nhị tình dẫn đến gọi là nếu mà gọi là biết người nhưng mà không biết ta, à, biết 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 ta không biết người đấy, không biết họ là ai và cứ nghĩ mình là giỏi nhất, dẫn đến việc là thất bại thảm hại đấy. Đấy là một trong những cái thất những cái mà khái quát lên con người của Hạng Vũ, dũng mãnh nhưng mà không có tố chất chính trị, đánh trận thì giỏi nhưng mà không có tố chất chính trị, không có tố chất mà lãnh đạo đấy, không có tính chất mà gọi lãnh đạo đất nước. Cho nên ông này thì nếu mà để làm vua thì đúng thực sự là cũng không thể làm được, bởi vì ông không có tài tài mà gọi là lãnh đạo nữa, ông chỉ có tài đánh trận thôi đấy, mà gọi là sức mạnh đa vật lý thuần, chứ còn ông cũng không phải là một người trên chiến trường có thể chỉ đạo được quân bằng 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 bằng, bằng mưu mẹo, bằng kế sách, mà ông chỉ chủ yếu ông áp đảo quần hùng bằng sức mạnh là chính thôi đấy. Thì những cái à quên lại còn nói những cái kỹ năng này, mình nhìn kỹ năng này, ngựa giống quốc quốc tuyết, thì thật ra là ông này ông có một cái con ngựa này nó như kiểu con xích thố của con Vũ ấy, thì ông ấy có nó tức là 5 năm ông cưỡi được 5 năm, thì khi mà đến bờ sông không nỡ giết nó thì ông ấy cho cái người lái thuyền, thì ông ấy bảo con ngựa này 5 năm ông này đi ngàn dặm đấy, rất là quý, ông người chết thì thôi để ngựa lại đấy, và sau đấy ông ấy rút kiếm tự sát và kết thúc cuộc đời của ông ấy. Và anh em mình nhớ là ông đấy chỉ có năm đấy ông khoảng 30 tuổi, bước sang tuổi 31 đấy, tức là nếu mà tổng kết lại thì anh em có thể hình dung là một con người, ông này là giống Alexander Đại Đế về cái tầm gọi là tầm độ tuổi. Alexander Đại Đế lúc đấy khi mất cũng có hơn 30 tuổi thôi đấy, 32 tuổi thì phải, và ông này cũng là 30 tuổi, tức là một con người, những con người mà có sức mạnh vô địch, nhưng ông này thì ông lại không 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 được cái tính của Alexander Đại Đế. Alexander Đại Đế là sinh ra trong cái thời kỳ à tức gọi là sinh ra ở trong gọi là một gia đình có chính trị, tài chính trị đấy, bởi vì là vua mà vua vẫn trên một cái tầm của đại tướng chứ, đúng không? Hạng Vũ này sinh ra trong một gia đình có tài làm tướng này chứ không có tài làm vua này. Đó. Cái những cái sai lầm của ông ấy đó là cái việc xử lý trong cái không khéo léo, không biết xử lý. Thứ nhất là ông ấy giết Sở Hoài Vương này, sau khi ấy là ông tìm cách ông giết Sở Hoài Vương và giết công khai, ông không giết một cách khéo léo. Thứ hai là ông ấy lại ông ấy đốt cung hòa phòng và thứ đấy, tức là ông xây dựng cái hình tượng của ông ấy người ta gọi là làm PR hơi kém, bởi vì là không có đầu đầu óc chính trị mà, cho nên làm PR hơi kém, cho nên dẫn đến cái việc là gieo vào nhân dân cái nỗi sợ đấy, cái nỗi sợ chứ không phải gieo lòng dân cái lòng gọi là lòng lòng phục tùng, như Lưu Bang là gieo vào nhân dân cái lòng quý mến phục tùng đấy, thì ông này ông chỉ gieo nông dân cái sự sợ hãi thôi đấy. Có thể nào mỗi người lúc dân dân lúc đấy nghĩ là ông này ông còn ác hơn cả Tần Thủy Hoàng đấy, thì làm sao mà ông này quan trọng nhất ông không hiểu được cái ý nghĩa của cái chính trị của việc cai trị một đất nước, đó là được lòng dân chứ không phải là cái việc mà ông đè người khác bằng cái nỗi sợ hãi đấy. Đến khi mà như nhà 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 Sử Gia Tư Mã Thiên đã nói rằng là khi ông ấy vào quan trung ông không giữ quan trung, ông lại đi ông đốt quan trung đi, ông lại trở về nước Sở, đấy một sai lầm. Thứ hai nữa là khi đến lúc ông chết ông vẫn còn tự trách trời là trời hại ông ấy, chứ không phải là ông ấy đánh trận giỏi, tức là trong cái tư tưởng của ông là ông không có cái tư tưởng của người nào với chị, ông chỉ có tư tưởng của người đánh nhau thôi, tức là suốt ngày cứ đi đánh nhau, đánh xong rồi để cho nó thiếu sướng vậy thôi, chứ còn đánh xong thì cũng không biết cai trị để mang lại cái hạnh phúc cho nhân dân hoặc phát triển đất nước đấy. Đấy chính là cái thua của ông ấy với Lưu Bang đấy, chứ còn còn nếu mà để ra thì ông này ông cũng là một ông đấy, ông thua Tần Thủy Hoàng ở cái nước đấy. Tần Thủy Hoàng mặc dù là bạo người các thứ, nhưng ông Tần Thủy Hoàng vẫn là một khai quốc, vẫn là một người gọi là biết biết dùng người, hoặc là vẫn là biết cách tổ chức, vẫn là có tham vọng rất lớn, người ta làm chính trị rất là tốt đấy. Chứ còn như ông này thì ông hoàn toàn là ở cái gọi là mức sát thương vật lý cơ bản, không có máu, không có kỹ năng của pháp sư đấy, có một ông pháp sư Phạm Tăng thì đã cho cụ ra đi mất
đó, bị ni gián và đã để mất Phạm Tăng. Thì đấy là về cái tiểu sử của ông này. Bởi vì thực ra thì mình cũng nghĩ như thế này, ít tuổi mà, tuổi trẻ còn bồng bột lắm, chưa đua đấy. Mình thích ông này ở cái vấn đề là ở cái sát thương vật lý thôi, chứ còn mình cũng không thích ở cái vấn đề về cái tính cách kiêu căng cũng như tàn bạo của ông ấy đó. Tức là gọi là nếu mà lúc tàn bạo thì không tàn bạo, lúc không tàn bạo thì lại tàn bạo đấy. Cái lúc giết Lưu Bang thì cần sự tàn bạo thì lại không có đấy, lại có cái sự gọi là sự run rẩy không quyết đoán của nữ nhi đấy. Còn cái lúc ác quỷ lại thành một con ác quỷ khi giết mất 20 vạn vạn quân đấy, xong rồi đốt cung Nga Phòng, giết hết hoàng thân hoàng tộc của nước Tần, gieo vào cho nhân dân cái nỗi sợ đó. Tức là ông này ông ấy bia kém đấy, kết luận làm câu như thế, bia kém đấy. Bây giờ là xong cái phần tiểu sử, phần thứ hai là mình sẽ đi vào cái phần là kỹ năng của ông này. Đấy, ông này thì ông có ba cái tháp, thứ nhất là kỵ binh, thứ hai là chinh phục, và thứ ba là kỹ năng. Thì về cái mình cái chưa triệu hồi con này mà nó chưa có vòng quay để mà triệu hồi cơ, thì cùng đi vào vào cái kỹ năng của ông ấy, để sau đó mình sẽ nghiên cứu xem là kẹp với con tướng nào và bảng tài năng như thế nào. Thì thứ nhất là về cái kỹ năng đầu tiên của ông ấy, là một kỹ năng mà phạm vi hình quạt. Hình quạt này nó là hình quạt nhiều tôn tử ấy, chứ không phải hình quạt theo kiểu của Athena. Athena ở đây thì chỉ có hình quạt hình đấy là của Nebu, là có cái hình quạt kiểu nửa bán nguyệt đấy thôi. Còn của ông này thì cũng như kiểu của tôn tử, thì là sát thương là 1.700, và trúng 3 mục tiêu thì mỗi mục tiêu sẽ thêm mục tiêu sẽ giảm 25% sát thương. Thì về sau khi trúng kỹ năng này thì các mục tiêu sẽ bị giảm 30% vong thủ đấy, đi vũ. Cái kỹ năng số 2 của ông ấy là kỹ năng của con về kỵ binh. Ông này là rất giỏi dùng kỵ binh, là tăng 40% tấn công kỵ binh và thưởng tốc độ hành quân là 15%. Ngoài ra thì là khi bị tấn công thì đội quân của ông ấy có 20% cơ hội tăng 5% tốc độ hành quân trong 3 giây. Đấy, và hiệu ứng này có thể kích hoạt 5 giây một lần, tức là khi mà bỏ chạy đấy thì nếu mà đánh thì rất có thể là sẽ chạy nhanh hơn. Đấy. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng đi lên đi nhà đây. Tức là ông đánh thành nào ông thắng đây. Là kỹ năng này là được khi ông tấn công thành phố, các thống đốc đội quân chỉ huy này dẫn đầu được tăng 5% sát thương, và đòn tấn công thường thì có 10% cơ hội gây thêm sát thương là 400. Và cái kỹ năng này thì có thể kích hoạt là 3 giây một lần. Đấy, anh em phải đọc kỹ năng, anh em nhớ nhá, ông đóng có duy nhất một cái bút cho kỵ thôi, đó là kỹ năng là tăng 4% kỵ, còn thưởng tốc độ hành quân thì nó bản nó là gọi là những cái kỹ năng này, tức là đợi thưởng tốc độ hành quân thì gần như là nó mặc định rồi đấy. Còn về cái kỹ năng để tấn công này thì có một cái này tấn công này, còn cái này đều là cộng sát thương, cộng toàn cộng sát thương thôi. Đấy, vừa thưởng sát thương mà vừa là hệ số sát thương trực tiếp đấy. Sau đấy là đây anh em mà quên, anh em mà lưu ý một cái này, ông này yêu cầu sức mạnh phi thường nha, chỉ là 900 thôi anh em mà nhớ nhá, những cái ông khác đều là 1.000 hết đấy. Kỹ năng chủ động của những người khác đều 1.000, nhưng riêng ông này chỉ mất 900 nộ thôi đấy. Thì đến cái kỹ năng thứ tư này thì ông còn được giảm thêm 50 nộ nữa, tức là ông chỉ cần 850 nộ thôi. Đấy, và sau khi sử dụng kỹ năng chủ động đấy, ông lại tiếp cộng sát thương, cộng sát thương kỵ binh 5%, nhưng mà lúc đấy ông sẽ bị giảm tốc độ hành quân đi 10 giây, à 10% trong 10 giây đấy, tức là cộng 5% nhá trong 10 giây. Và cái hiệu ứng này nó có thể cộng dồn tối đa là 6 lần, nhận thêm một tầng khác nếu bị bao vây. Tức là nếu mà khi bị bao vây ấy, thì ông ấy sẽ được cộng cộng thêm một tầng nữa. Tức là anh em hiểu nhá, tức là ông
ông tức là ông ra skill khoảng tầm xem nào, tầm 6 lần mà tức trung bình thì về sau cứ gọi turn đầu anh, turn đầu sẽ mất đi là 10 10 giây đi, nhưng turn thứ hai sẽ là 6 khoảng tầm chắc thì tầm 6 7 giây nó sẽ ra skill rồi, thì ông trung bình ông sẽ mất khoảng tầm 40 giây, mình tính khoảng trung bình khoảng 4 50 giây đấy, thì ông sẽ cộng dồn được 30% sát thương đấy, cộng dồn là được 30% sát thương, tức là đấy là 30% sát thương anh em nhé, anh em nhớ là kỹ năng này ông cộng 30% sát thương. Kỹ năng cuối của ông ấy là kỹ năng là quân phiệt bất bại, thật ra cái tên nó là không phải là quân phiệt bất bại đâu mà nó là lãnh chúa bất bại, tiếng tiếng Việt mình dịch thành quân phiệt, ông là lãnh chúa mà. Đấy thì đội quân của ông ấy được tăng thêm 10% sát thương kỹ năng gây ra khi được búp nộ trong hơn một lượt, sát thương kỹ năng của đội quân sẽ tăng 10% trong 3 giây đấy, lại tăng thêm sát thương nha, tức là nếu mà tổng lại ông có thể dồn lên thành 50% 50% sát thương kỹ năng đấy, anh em đã thấy bá chưa, cộng 50% sát thương kỹ năng. Ông này ông hơn ông Khan nhé, hơn ông Khan nhé, vì ông này thứ nhất này là hoàn toàn là đám đỏ nhưng vẫn có búp cho kỵ binh này, và ngoài ra ông này cũng giống Khan ở cái mức là mức sức mạnh phi thường này chỉ cần 850 điểm, Khan này cũng thế đấy, tuy nhiên ông này ông lại không phụ thuộc nhiều vào lính, em hiểu không? Ông Khan ông thứ nhất ông Khan là đam đam đơn mục tiêu này, thứ hai ông Khan ông phụ thuộc rất nhiều vào lính đấy, mà trong khi ông không lại búp cho lính dẫn đến cái việc là lính của ông rất là yếu và nó sẽ tụt rất là nhanh đấy, còn ông này ông không hoàn toàn, ông cũng có búp cho lính nữa này, búp cho tấn công cho lính này đấy, thì dẫn đến cái việc đam trắng to hơn đấy, và ông sẽ đỡ bị phụ thuộc vào lính đấy, thì đặc điểm về 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 kỹ năng của ông là như thế. Anh em nhớ nhé, thật ra cái kỹ năng này nó lằng nhằng này thôi, nhưng mà chủ yếu anh em có thể hiểu là một khi mà full tầm khoảng 4-50 giây ấy, thì thanh niên này sẽ có cơ hội là tăng 50% sát thương kỹ năng đấy, anh em cứ nhớ thế thôi, và kỹ năng của ông ra thì ông chỉ cần 850 50 điểm đấy, anh em về cơ bản anh em nghĩ thế, nhớ như thế đấy nha, xong xuôi rồi nha, về về vấn đề về về kỹ năng của ông nha, nhớ kỹ năng này là khi được búp nộ trong hơn một lượt này đấy, thì sẽ tăng sát thương lên 10% này, thì bây giờ từng kỹ năng này anh em sẽ ghép với những con tướng của ông ấy làm sao. Đối với những anh em F2B thì cái việc nên nhiều tướng rất là khó, gần như anh em chơi kỵ thì đến 100% là anh em sẽ nên Saladin rồi, Saladin thì đến cái mùa chinh phạt là tầm gần như là 100% ai cũng có Saladin, bởi vì là anh em nếu không đùa thống đốc thì cũng có là thẻ bài cũng có Saladin, cũng sớm nó phết rồi đấy, mình thấy như 200 ở đâu đâu có phải là thẻ bài có đâu nhỉ, mà cái gói nạp đi nhỉ, cái gói nạp này này đấy để sở hữu Saladin đây, mình thấy mình còn được có vòng quay vòng quay Atina rồi cơ, cho nên là mình thấy là nên là mình có cái ông Atina rồi này, nhưng mà lúc đấy chưa có hạng vũ đấy, nên là mình có một tượng Atina rồi này đó, thì gần như là lúc đấy chắc mình sẽ có được là Saladin cộng Atina đấy, chứ còn bây giờ chơi kỵ thì vậy, cho nên mình mới nói anh em là nếu chơi kỵ mà chơi F2B thì cái việc lấy Saladin rất là mệt, Saladin về sau đấy thì bắt đầu mới chơi được với lại Z thôi, chứ còn lúc đấy thì may ra anh em mark được Z với Saladin thôi, chứ còn Atina mà đòi mark nữa thì anh em sẽ không bao giờ có chuyện là mark được hạng vũ đấy, cho nên là anh em sẽ có được Saladin là 5511 và mark Z. Z thì quốc tướng thôi, ai chơi cũng sẽ lên Z thôi à. Cho nên là ai chơi game Rise of Kingdom này thì cũng phải lên Z, cho nên là để mà kẹp với lại Saladin thì nếu mà gọi là ngon lành cành đào đại gia thì anh em sẽ kẹp với Guinea, nhưng mà tuy nhiên mình theo cái quan điểm của mình ấy, thì cứ kẹp với cái ông Saladin này này,
Kẹp với ông Saladin này thì thật ra là kẹp với Saladin thì nó sẽ không tối đa hóa sát thương, nhưng mà tuy nhiên lại đem lại cho sự cứng cáp cho ông ấy, bởi vì ông có nhiều sát thương rồi, bản chất ông là một con hoàn toàn sát thương rồi, thì cho Saladin vào thì sẽ làm ông trụ lâu hơn trong 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 ấy trong 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 giao tranh đấy. Tức là khi mà anh em cần chiếm phiêu nhá, thì mình nghĩ Saladin hoặc Takeda, tức là anh em mới hiểu này, khi mà anh em ở trong cái thế thua, không phải thế thua còn thế cân bằng trở xuống, thì anh em phải đưa những cái đạo quân mà nó có tính trụ cao hơn, tức là tính thủ ấy. Đấy, còn nếu mà khi anh em đã trên đà chiến thắng, anh em cứ vác, nhưng còn những cái kiểu tướng mà nó có tính chất kiếm kill ấy, thì anh em cứ phi ra, chắc chắn mình đảm bảo luôn, lúc đấy anh em sẽ kiếm được kill rất nhiều. Ví dụ như kiểu là 5 đánh 1 thì không nhẹ, thì lúc đấy có mà open field, có mà kiếm kill, có mà thoái đấy. Thì cái cách cua là anh em phải nghĩ như thế, trong đầu như thế. Ví dụ như là lúc mà mình bị thua nhiều quá, thì hoặc là mình đang cần 5 map, tức là chiến đấu trên chiến trường nó là 5 năm, thì mình phải mang những vị tướng phòng thủ ra để trâu hơn, để trụ lâu hơn, để còn chiếm phiêu. Còn nếu mà khi mà chúng ta mà đã hoàn toàn thắng rồi, thì chúng ta để mà kiếm kill, chúng ta cứ vác vác nhiều ra đấy. Thì đi với Saladin này thì anh em đọc là Saladin này không có cái kỹ năng nào bút nộ đấy. Đấy, anh em thấy không? Đấy, Saladin hầu như là đều là toàn là kỹ năng thủ thôi, thủ là chính đấy, cho nên là không có nộ, không có bút nộ. Thì cái việc đây sẽ dẫn đến việc là chúng ta sẽ phải đi một cái bảng tài năng như thế này đây. Đây, tài năng mình nghĩ là tài năng của ông Hạo Vũ, thì mình nghĩ là nên đi theo hướng này đấy, đi sẽ đi full nhánh này để lấy cái bút nộ này đấy. Bởi vì cái đây cái bút nộ này đấy là nhận thêm sức mạnh, thì nói chung là càng nhiều cái khả năng bút nộ thì để ông ấy tăng cái sát thương kỹ năng của ông ấy lên hơn một lượt, là ông sẽ có bắt đầu là tăng thêm 10% sát thương kỹ năng rồi đấy. Thì mình nghĩ là như thế, thì đi với Saladin là mình sẽ đi cái bảng tài năng như thế, sẽ phun cái nhánh kỹ năng đấy. Là để ông thứ nhất là ra kỹ năng nhanh hơn, và thứ hai nữa là không 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 cần phải giải quyết cái trận đấu lâu dài làm gì, bởi vì ông này ông bản chất ông toàn sát thương rồi, cho nên ông cứ ra được nhiều nhiều skin là ông ấy sẽ càng kiếm được nhiều kill đấy. Còn đi, nếu mà đi mình thấy đi ngon là đi với Takeda cũng ngon đấy, nhưng mà Takeda thì cái việc vừa nãy Takeda mắc xong rồi lại thêm 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 Hạng Vũ mắc nữa, thì mình nghĩ hơi khó, sẽ dành cho anh em chơi lâu, chơi về sau lâu hơn, mà lâu hơn thì biết đâu được đợt tới lại ra một cái ông tướng nó của kỵ binh còn bá hơn cả Hạng Vũ thì sao đấy. Còn đi với Sana đi à, đi với lại này William này, nếu đi William thì mình nghĩ là trong 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 cái việc là thắng phim đấy, chứ còn mình nghĩ là khi mà đánh 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 bình thường ấy, đánh đánh ông phim bình thường, thì mình nghĩ Vina không phải là lựa chọn tối ưu. Mình nghĩ là tức là khi hai trường hợp anh em phân ra, giải hợp nếu mà anh em đang trên thế thắng, thì anh em cứ cứ vác Hạng Vũ với lại William ra mà kiếm kill, bởi vì là hai con này đều sát thương AOE, sẽ kiếm được rất nhiều kill, và nó là một con thuần sát thương, những con này thuần sát thương, nó nhiều sát thương lắm, thì nó dẫn đến việc là nó sẽ ngoài ra thì cái kỹ năng của ông William này, ông có cái kỹ năng là hồi nộ này, khi mà ông đánh trúng, tức là khi cái kỹ năng huyết duyên, tức là cái kỹ năng chủ động ấy, nó mà đánh trúng một mục tiêu hoặc là một mục tiêu, thì từng lần gần như là gọi là đã đánh thì kiểu gì chẳng trúng, ít nhất từ vùng mục tiêu trở lên thì ông sẽ được thưởng vòng thủ trong vòng 3 giây 20% thủ thôi. Còn nếu ông đánh trúng hơn, nhiều hơn, đánh trúng hai hoặc nhiều hơn, thì ông sẽ
nhận được thêm là 50 nộ mỗi giây, tức là sẽ bút nộ nộ cho ấy, sẽ kích hoạt kỹ năng cuối của Hạng Vũ ấy. Đấy. Thì khi mà cặp với William thì mình lại thấy rằng là phải phải chuyển sang cái bảng bảng cái bảng mà ấy cái bảng bảng này này. Đấy, mình lại nghĩ là phải chuyển sang cái bảng này. Đấy. Để có cái tăng cái bảng này nó sẽ tăng nhiều cái máu các tức là thêm tí thủ nữa cho bên bên đấy cho Hạng Vũ đấy. Còn về cơ bản mình thấy là đấy đấy thì là những lựa chọn cho anh em về cơ bản như thế. Đây Takeda thì là công thủ toàn diện này đấy đấy. Tuy nhiên Takeda thì nó không ăn nhập với lại 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 ông đấy, mà ông này ông Takeda ông chủ yếu ông ấy mang tính chất là cung cấp một ít sát thương đam trắng và tăng cái độ trâu cho Hạng Vũ thôi, chứ còn ông này ông không có những cái kỹ năng mà để bổ trợ thêm cho ấy, bổ trợ thêm cho cái sát thương của Hạng Vũ, mà chủ yếu ông ấy mang tính chất là ông giống Saladin ấy, là giữ cái sức sống cho đội quân của Hạng Vũ thôi. Đấy. Đây như ông cộng phòng thủ này, 40% phòng thủ này, 40% tấn công này. Đó. Tuy nhiên ông này có tốc độ chạy nhanh. Ông này ông gần giống giống của nói là cũng có cái chạy nhanh thì không chạy nhanh cũng là cơ hội thôi. Ông này chủ yếu mình thấy là nếu mà thêm thì ông này ông, và thứ hai nữa là tốt nhất là nên anh em nên để cặp Atina và Takeda húc với nhau thì hợp lý hơn. Đấy. Thì mới tận dụng tối đa của cặp kỵ này. Còn anh em nên kết hợp với lại Saladin hoặc William hoặc Chandra này. Cái ông Chandra này thì mình thấy chủ yếu để đi Rennie thôi. Chứ còn để đi 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 mà đi 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 để đi mà đánh ông view thì mình thấy ông Chandra này ông không không hợp lý lắm. Ông Chandra này ông mang tính chất 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 như kiểu là búp, mà ông này như kiểu tướng hỗ trợ thôi chứ không 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 ông này cũng nhiều sát thương ấy, nhưng mà cũng có thể ông này cũng có thể là đi cùng ấy để đưa ông ấy làm tướng phụ, đưa ông đi kẹp mẹ, nhưng mình thấy tiếc cái 30% 40% sát thương này đấy. Thì mình nghĩ là ông mà ông Chandra này ông còn là tướng của tướng ấy nữa, tướng 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 thống đốc nữa, cho nên nói chung là để kiếm này rất là mệt đó. Cho nên là quan điểm của mình là chỉ nếu vòng quay là anh em sẽ theo ông Takeda hoặc là tướng cũ là ông Saladin đấy, kẹp hai tướng này để anh ông phiêu là ổn nhất, dễ kiếm dễ làm dễ ăn. Thì còn mấy ông tướng thống đốc đua làm sao được, mệt lắm. Hoặc William thì là anh em phải trên thế thắng, và anh em cũng phải chơi lâu lâu rồi thì tự khắc là sẽ lên được William thôi, nhưng phải chơi lâu chơi chứ. Còn nếu mà anh em cảm giác là mình có nhiều sát thương mà trên thế thắng được thì anh em ấy đấy. Còn quên là chưa nói đến vấn đề về build build cho ông một bộ đấy nhá anh em. Thôi tổng kết lại để kẹp tướng này, chúng ta sẽ kẹp với William khi mà chúng ta trên thế thắng đấy, để xông ra chiến trường để kiếm kill ấy. Đấy. Thì anh em sẽ mang Sanada mang ra, còn trong thế bình thường chuẩn nhất thì anh em hãy kẹp với Takeda hoặc hoặc Sanada này này đấy. Mình thì mình thấy là kẹp với lại này này, này Takeda là Sanada là hợp lý hơn đấy, bởi vì con tướng này mình có sẵn và mình chỉ cần 5511 nó cũng à 5551 à 5551 đỡ hơn
Đấy. Thì còn là để Takeda đi với lại Athena, đấy là một cặp. Còn còn mà đi Chandra với Niam thì mình nghĩ là nó khó. Chandra là toàn tướng thống đốc, khó. Chỉ đi William này, anh em thích thì đi William cũng được. Đấy. Thì đấy là những cái ý kiến của mình về về cái ông này. Còn là về về cái bộ 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 ấy của ông ấy, thì anh em cố gắng build nhiều thủ lên. Đấy, đây là về cái bộ bộ ấy của ông ấy, thì đi phải đi nhiều cái phòng thủ lên để giúp ông ấy tồn tại trong chiến đấu. Đấy, thế thôi. Thì hôm nay bài cái video hôm nay cũng đã dài rồi, mình cũng xin dừng video đây. Anh em ngoài ra anh em có ý kiến gì thì cứ comment phía dưới. Anh em nhớ nhá, F2B cho nên là không phải thích chọn tướng nào cũng chọn được, cho nên là mình nghĩ thì anh em cứ kết hợp với lại Saladin trước, sau đấy là Saladin với vai trò là thứ nhất là tiết kiệm, thứ hai là giữ nhịp cho Hạng Vũ, còn sau đấy sẽ lên thêm William và tiếp tục lên những con tướng tiếp theo, đợi nó ra mắt không biết đâu được một lần nữa có những con tướng nó còn hợp với Hạng Vũ hơn nữa. Đấy, thì về vấn đề như thế mình cũng xin dừng video ở đây. Cảm ơn anh em đã xem video, nếu thấy hay thì hãy like, share và cho mình một subscribe với vị tướng Hạng Vũ này, anh em thấy ok không? Cảm ơn anh em đã xem video, xin chào anh em.